Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với Thao Vua. Tình huống bằng cắt chạy không bóng rất nguy hiểm đến từ đội trưởng Hoàng Phong. Có lẽ đội trưởng Hoàng Phong cũng là một trong những lão tướng mặc áo 79. Dứt điểm! Một tình huống dứt điểm rất đáng tiếc đến từ cái tên Quang Đại. Pha phối hợp của tiền vệ trung tâm Xuân Tứ. Rất bình tĩnh, Xuân Tứ sút xa! Không vào! Một tình... Mà không biết là bác âm thanh có thể giảm cái echo của cái loa cho em một chút. Nơi mình sinh sống mà. Sút xa! Rất căng! Bóng tiến tới cột dọc! Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía xóm à. Minh Nam là người đã gặp may ở pha bóng vừa rồi. Lại sút xa. Người dứt điểm là Đức Trung. Sân bóng Thái Bình của xã Mai Lâm được làm mới và vẫn còn. Đây rồi, không vào. Một tình huống bỏ lỡ rất khó tin đến từ Việt Đức. Một tình huống chạm bóng đơn giản thôi. Rất nguy hiểm, vào! Sai lầm đến từ Xuân Đức. Và người trừng phạt sai lầm đó chính là cái tên Anh Tú. 1-0 cho 6-4. 16 triệu 500 ngàn đồng đã phát huy tác dụng cho bàn thắng đầu tiên. Nó như là một mũi tên đâm thẳng vào trái tim của những khán giả xóm bạ. Đội bóng chơi hay hơn lại bị dẫn trước. Cơ hội phản công. 3-2. Không vào! Thay người, xóm 4 thay người. Vâng, xóm 4 thay người. Hoàng Trường rời sân. Người vào sân là Việt Hùng. Việt Hùng cũng giáp Mai Lâm. À, rất này. Cơ hội! Chân trái! Không vào! Và cứu thua cực hay đến từ thủ thành Xuân Đức. Người ta cần nhìn thấy một Xuân Đức như vậy. Một pha cứu thua không khác gì một bàn thắng tuyệt vời. Nam Chim để bắt bóng Tiến Dung. Vào! Tỷ số là 2-0. Vâng, khán giả nữ đã lao vào sân rồi. Bây giờ thì những khán giả nữ của xóm 4 bắt đầu lên tiếng. Được chưa? Pha thổi kèn đẳng cấp. Quá đỉnh, vâng, tuyệt vời. 2-0, đó là tình huống dứt điểm. Đây là người vừa thổi kèn để giúp cho Tiến Dũng thăng hoa là Kim Tuyến. Tỷ số là 2-0. Một pha đi bóng dũng mãnh của Tiến Dũng và dứt điểm tuyệt vời. Coi, có thể dứt điểm. Đây rồi, không vào. Còn chưa hiểu một điều gì xảy ra. Cái tên Thanh Phong vẫn đang làm cho những trái tim người yêu bóng đá của xóm bà trở nên nát vụn đi. Mình làm vẫn xuất sắc hơn. Đây rồi, không vào. Pha bóng cứu thua cực kỳ hay đến từ thủ môn vào thay thay người của xóm bà. Đó là thủ thành Vũ Hùng. Gọi dứt điểm. Và dứt điểm không thành công đến từ đội trưởng Quang Đại. Rồi.
Đó là một tình huống mà người ta nhìn thấy. Phản công 3-2, coi Xuân Tú đối mặt con đường dứt điểm. Không vào! Vẫn là cái tên Minh Nam tuyệt vời. Trận đấu tuyệt vời của đội thành xóm 4. Vẫn là cái tên Minh Nam. Lần này thì chị Kim Tuyến không thổi kèn. Được chung, xuống tay, vào! Đó mới gọi là siêu phẩm. Một tình huống dứt điểm tuyệt vời của Đức Trung. Một tình huống xoay sở và dứt điểm tuyệt vời của Đức Trung. Tỷ số được dẫn còn 1-2. Tuyệt vời. Một khoảnh khắc. Rất có thể đó sẽ là một khoảnh khắc để mở ra một trận hòa cho xóm 3. Có khi nào bàn thắng của Đức Trung sẽ giúp cho đôi chân của đội trưởng Hoàng Phong trở nên hết đau hay không? Ra ngoài! Tỷ số vẫn đang là 1-2. Vâng, tôi đã bảo rồi. Số bàn thắng của xóm 3 tỷ lệ nghịch khi mà chị Kim Tuyến thổi còi được rút ngắn xuống còn 1-2, nhưng đó là một pha bóng mà Đức Trung không thể gỡ hòa. Quá căng thẳng. Và như vậy là có bàn thắng gỡ hòa ai đều. Vâng, người hùng và tội đồ chỉ cách nhau một khoảnh khắc mà thôi. Đó là cái tên Đức Trung. 5 triệu gỡ hòa ở đâu? Vâng, hai đều quá cảm xúc trong một trận đấu. 5 triệu đồng. Một trận đấu quá hay, quá hấp dẫn. Bây giờ thì tinh thần sẽ thuộc về phía đội bóng của xóm 3. Quá nguy hiểm. Người vừa dứt điểm chính là lão tướng Xuân Tứ. Và bắt vô lên ở đây rất hay. Không vào! Và đúng này, trọng tài Hoàng Khanh đã nổi còi kết thúc trận đấu vòng 2 của giải bóng đá Lễ hội truyền thống Thu Thái Bình. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.